Trong những tháng gần đây, nhiều người trong chúng ta đã phải chịu những tổn thất. Có lẽ bạn hoặc những người thân của mình đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Nhiều người đã mất việc làm và kéo theo đó là những khủng hoảng. Nếu cho đó là một thời kỳ đau khổ và tăm tối không tốt đẹp chút nào, thì có thể nói điều chính yếu là hãy nhìn về phía trước, bước đi trong ánh sáng Đức Kitô. Đức Kitô là niềm an ủi của chúng ta, và thực vậy, Ngài là niềm hy vọng của chúng ta. Hơn 60 chương trình mục vụ của DSF sẽ ra sao trong thời gian đại dịch này? Hãy cho phép tôi nêu một vài ví dụ về một số chương trình đó cũng là cách thức hoạt động tại thời điểm này. Điển hình như văn phòng học đường công giáo. Bạn biết không, tôi không thể diễn tả hết được văn phòng này đã sáng tạo và tài giỏi như thế nào khi làm việc với các hiệu trưởng, các thầy cô và tìm những cách để họ có thể giảng dạy trên mạng ngay cả khi họ đang dạy trực tiếp. Điều đó đòi hỏi kỹ năng thực sự, và mặc dù có những kỹ năng và được đào tạo, điều mà tôi cho là rất quan trọng. Chúng ta đang hòa quyện các chủ điểm đức tin và truyền thống công giáo vào đời sống học đường, vì thực sự mục đích của trường công giáo là để kết nối đức tin và cuộc sống với nhau. Tôi có thể nói rằng năm nay đặc biệt khó khăn đối với các trường học. Chúng tôi vừa phải tìm cách dạy học cho các em giữa đại dịch COVID-19. Điều này cũng giúp chúng tôi có nhiều cơ hội để thích nghi với môi trường giáo dục thay đổi liên tục. Chúng tôi còn phải xoay sở để cung cấp thêm hỗ trợ học phí và hỗ trợ kỹ thuật cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi virus corona. Cha xứ, hiệu trưởng và các nhân viên trường học của chúng ta thật tuyệt vời. Họ là những chiến binh ngoài kia, và tôi cảm ơn họ đã phục vụ quên mình cho trường học của chúng ta. Tôi coi trọng vai trò của mình với tư cách là một giáo viên và là người quản lý trường công giáo. Đó là một ơn gọi đối với tôi để góp phần cho nền giáo dục công giáo. COVID-19 đã đặt ra những thách đố cho tất cả các trường học để làm sao có thể hỗ trợ tốt nhất cho các nhu cầu của học sinh trong thời gian này. Văn phòng học đường công giáo đã rất chú trọng trong việc giúp vạch ra một kế hoạch cho các trường học. Qua đó, họ có thể mở cửa trở lại trong một môi trường an toàn theo các điều kiện đặt ra. Năm học vừa qua, tôi là giáo viên mỹ thuật ở đây. Tôi đã tổ chức các lớp học của mình dùng ứng dụng Zoom, và có thể nói là rất hiệu quả. Trường công giáo là một vốn quý cho xã hội. Điều làm chúng ta khác biệt đối với các trường công là chúng ta có thể đề cập và truyền các giá trị phúc âm cho các em. Chúa sẽ không hỏi là tôi đã dạy tốt như thế nào, nhưng Ngài sẽ hỏi rằng con đã mang đến cho ta bao nhiêu linh hồn, con đã giúp biến đổi bao nhiêu cuộc đời với các thông điệp của ta, và làm cho ý ta vương quốc của Thiên Chúa thể hiện nơi trần gian. Trong mọi thứ của DSF, một văn phòng thực sự quan trọng là văn phòng giáo lý và truyền bá phúc âm cho thanh thiếu niên. Văn phòng làm việc với các bạn trẻ, những thanh thiếu niên đó rất quan trọng đối với đức tin. Và vì vậy, chúng tôi có một văn phòng rất bận rộn dành cho giới trẻ, ngay cả trong thời đại dịch này. Để gặp gỡ các bạn, những người trẻ tuổi, họ là tương lai của đức tin chúng ta. Chúng ta cần quan tâm đến họ và chiếu ánh sáng của Đức Kitô vào lòng trí đầy hy vọng của họ. Chúng ta hãy xem những gì đang diễn ra với thanh thiếu niên ngày nay. Nhiều em bỏ đạo lúc 15, 16, 17 tuổi. Và vì vậy, sứ mệnh quan trọng của văn phòng này và một trong những lý do mà chúng tôi tồn tại là có thể để hỗ trợ các bạn trẻ. Chúng tôi giúp cho các giáo xứ mang đến những trải nghiệm môn đồ, những cuộc gặp gỡ với Đức Kitô rất cần thiết để trở thành một môn đệ trọn đời. Tôi lớn lên với ông ngoại. Khi đó ông đang ở cạnh cha mẹ tôi. Tôi nghĩ rằng ở đó khoảng lớp 1, tôi nghe nói loáng thoáng về việc ông bị ung thư, ngã bệnh, rồi qua đời. Đức tin của tôi thực sự được thử thách. Tôi may mắn được lớn lên trong một nền giáo dục công giáo, và tôi đã tìm thấy câu trả lời nhờ đức tin của mình. Tôi luôn có một nơi để quay về, có giáo hội công giáo, và đó là nền tảng của tôi.
Cách thức chủ yếu để thu hút các bạn trẻ vào đức tin đó là cộng tác với những người lãnh đạo giới trẻ tại các giáo xứ, đào tạo họ, tìm nguồn cung ứng và hướng dẫn họ. Kế đó là làm việc với hội đồng giới trẻ của Tổng giáo phận. Vai trò của hội đồng giới trẻ là phục vụ Tổng giáo phận. Chúng tôi gặp nhau khoảng 3 lần một năm. Công việc của chúng tôi là giúp người lớn có cái nhìn trực tiếp vào giới trẻ. Chúng tôi làm việc trực tiếp với các bạn trẻ. Năm nay vì COVID, nhưng vấn đề là hiện tại các em đang ở đâu? Tất cả hội đồng giới trẻ chúng tôi họp với nhau trên mạng và đặt câu hỏi, bạn đang trải qua những gì? Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn? Và các em cho chúng tôi ý kiến. Sau đó chúng tôi gửi đến tất cả giáo xứ và cho biết đó là những gì chúng tôi nghe từ những người bạn trẻ. Đại dịch COVID-19 thực sự khác biệt theo nghĩa là tất cả chúng ta đều bị ngưng kết nối. Lợi ích của việc có một đức tin mạnh mẽ là luôn có người kể bên mình. Tôi suy nghĩ đó sẽ giúp tôi vượt qua cơn bão, cho dù nó sẽ kéo dài bao lâu. Một trong những văn phòng mà chúng tôi đề cao trong năm nay là văn phòng ơn gọi. Trở thành linh mục không phải là ngắn hạn. Nhiều bạn trẻ từ khi vào chủng viện cho đến khi được thụ phong linh mục có thể trải qua 9 hoặc 10 năm huấn luyện ở chủng viện. Sự trưởng thành trong ơn gọi linh mục là điều mà văn phòng ơn gọi thực hiện và văn phòng này là một chuyên gia về điều đó. Văn phòng ơn gọi thực sự làm việc với tương lai của giáo hội. Chúng tôi đồng hành cùng các bạn trẻ, những người chỉ mới nhận ra tương quan và danh tính của mình trong Chúa Giêsu. Một cách nào đó mình là những người con của Cha trên trời và chúng tôi đang cố gắng giúp họ đến một cái bước kế tiếp. Họ được gọi để làm gì? Sứ vụ của họ là gì? Đó là những câu hỏi có chiều sâu mà tôi thấy các bạn trẻ bắt đầu suy gẫm. Điều đó sẽ thực sự đưa họ đi sâu hơn vào sứ mệnh của giáo hội là phân định ơn gọi của mình, là tìm kiếm mục đích của đời mình theo một cách mới trong Thiên Chúa. Nhưng thực sự chúng tôi muốn tìm đúng người, những người phù hợp, những người mà Thiên Chúa đã gọi. Và kế đó chúng tôi muốn chắc chắn rằng họ đã sẵn sàng để không ai có thể đến được chịu chức mà không vượt qua cái ngọn núi biến đổi. Và họ có những cái công cụ mà họ cần. Sau đó thực sự đồng hành với họ, cùng họ sàng lọc những kinh nghiệm tâm linh hoặc cầu nguyện rằng, vâng, Chúa đang gọi con, đây là nơi con cần đến. Đó là điều mà chúng tôi thực hiện tốt nhất để giúp họ nhận ra cái ước muốn sống cho giáo hội. Thật là tuyệt vời khi chúng tôi có mặt ngay từ những giai đoạn đầu để giúp họ trước hết là tìm ra được và sau đó là sống cái sứ mệnh của mình. Hàng năm DSF là cách thức của Tổng giáo phận và các giáo xứ giúp duy trì hơn 60 chương trình hoạt động của toàn bộ Tổng giáo phận. Tôi biết ơn tất cả những quý vị đóng góp cho việc đó, ngay cả bằng lời cầu nguyện. Một số quý vị có thể đã đóng góp trước đây, nhưng thực sự không thể đóng góp nhiều trong năm nay. Một số quý vị thực sự có thể khá hơn. Tôi yêu cầu quý vị có lẽ đóng góp nhiều hơn một chút. Và nếu đây là lần đầu tiên, tôi vô cùng biết ơn. Trong những ngày đại dịch này, chúng ta đã được thử nghiệm. Thiên Chúa đã không ngừng chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô con Ngài vào tầm nhìn. Chúng ta biết ơn Đức Kitô, ánh sáng đẹp đẽ ở giữa chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.